mê lâu chẳng dám nói ra. Sao cứ mãi la ca thì đến bao giờ về thưa ba má đây. Em ơi à đã có ai chưa? Anh thì cũng chẳng ai ưa. Cớ gì hay được cứ dây dừa? Vậy thì sao không thể cùng nhau chung lối chung đường? Nhìn về môn hướng không ai dân chúng ta bước lên phường. Để mai sau cả bầy con trao đôi dối tông đường. Nếu lỡ gắt đầu anh sẽ mang trầu qua cầu đường. Là phải tự đổ hả? Giờ muốn sao nè? Dính chưa hay chờ tôi dụ dỗ? Thử giả bộ mà đổ ở ngay đây. Mắc gì mà phải cứ nhây nhây? Không uống rượu nhìn em cứ như say. Lâu lâu nhìn kỹ cái nét cứ như tay. U là trời, không hiểu là tại sao. Ăn cái giống gì mà cứ mặc như bánh bao á? Dạng cơ mẹ nâu á. Anh cũng như vậy nhưng mà anh cứ sao sao á. Chắc là bỏ bùa, nói không phải chơi chắc chắn là bỏ bùa. Lỡ vỡ hàng cọp thì anh đi đừng ngó lùa. Chứ không để họ nói văng trên nơi nửa mùa đâu. Cô gái ơi, tự nhiên sao phải ngó lơ. Cảm thấy chán mà chả muốn nói cũng chẳng muốn đời. Dù có tí hơi hầm, dù anh đầy nước da ngầm. Thật thà chắc phết không ai ganh vét kiếm xem nuôi em. Nhưng gian dù lắm bôn bề, sao không bỏ hết để về bên nhau ta chẳng chiêu. Tương lai cuộc sống nuôi chiều. Em ơi trời đất xây tròn, em không chạy trốn là còn gặp anh nữa. Nhà mà nuôi heo, ý ở nhà mà nuôi em. Nhân gian dùng lắm buồn bề, sao không bỏ hết để về bên nhau ta chẳng chiêu. Tương lai cuộc sống nuôi chiều. Em ơi trời đất xây tròn, em không chạy trốn là còn gặp anh nữa. Sao nè, muốn cưa hay là phải tự đổ hả? Giờ muốn sao nè, dính chưa hay chờ tôi dụ dỗ? Thử giả bộ mà đổ ở ngay đây. Mắc gì mà phải cứ nhây nhây? Không uống rượu nhìn em cứ như say. Lâu lâu nhìn kỹ cái nét cứ như tay. U là trời, không hiểu là tại sao. Ăn cái giống gì mà cứ mặc như bánh bao á? Dạng cơ mẹ nâu á. Anh cũng như vậy nhưng mà anh cứ sao sao á.